Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng sử dụng phương thức thương mại điện tử, livestream quảng cáo để kinh doanh nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể, chiều ngày 10 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành 389 tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh Nguyễn Quỳnh Giao, 32 tuổi, tại xã Hú Nê Ba, huyện Trảng Bơm. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gồm gần 1.200 bộ quần áo, hơn 2.000 cái áo, 2.700 cái quần, hơn 600 đôi dép, 250 đôi giày, 124 cái đầm, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Qua làm việc ban đầu, bà Giao khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo các thương hiệu, không có hóa đơn chứng từ, được mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời.